là chỗ đằng cái bao đó anh đảo lại nó im không? Nó có cái tay ga giật lên á. Biết chứ. Thì khởi động ra. À nhìn nha. Trời ơi nó mừng kìa. Trời ơi. Mừng dữ rồi kìa. Đó. Quá mừng rồi. Ở đây đi, ở ngoài đây đi cho nó sáng. Có xe đạp rồi con vui không? Dạ vui. À, vui hả? Là con không gà có suy nghĩ ước mơ là có được chiếc xe đạp không? Dạ có. À, hôm nay ước mơ thực hiện đạt rồi ha. Dạ xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay có Lê Thanh có trở lại thị trấn Cái Dầu đó khán giả, thì quay một hoàn cảnh đó là gà trống nuôi con. Thì cái câu chuyện của anh Sanh này rất là đáng thương đó khán giả. Vợ bỏ rồi ảnh nuôi hai đứa con, mà bên cạnh đó thì tay chân của anh đang bị ngoại tử, nó đã bị hư rất là nhiều ngón rồi, không có xe cho nên anh đi bán số bằng đi bộ đó. Thì anh đang đi đằng này nè. Thì hôm nay được Mạnh Thường Quân đã giúp cho anh một chiếc xe đạp điện, thì Lê Thanh cùng với Mai đến đây để quay cũng như là chia sẻ tin vui với anh. À, chào anh Sanh nha. Lại không đủ số. Rồi hôm nay anh bán hết sớm không? Hết, cỡ gần 3 giờ mấy 4 giờ mới. À. Là không dài mình cứ lộ bộ như vậy hoài đúng không? Vậy hoài. Ừ. Rồi đi nó có thốn không? Thốn không? Thốn anh. Cỡ 5 10 phút là nó thốn rồi. Thì đi là phải mang giày như vậy đó hả? Mang giày mới được, không mang giày đi không được. Tại đâu có lỗ sỏ đâu. À, không đâu mang dép được đúng không? Không mang dép được. Ừ. Đâu có đồ đâu mà sỏ vô mang dép không mang dép. Thì hôm nay Lê Thanh với Mai đến đây báo cho anh một cái tin vui. Tin vui đây là vừa rồi quay anh thì nhắc đến cái việc anh đi bán vé số là đi bộ rồi không có xe đạp để đi. Thì được chị Nghĩa, mà chị Nghĩa bữa trước mà có tặng quà cho gia đình đó, tiền với quần áo với bánh kẹo cho hai bé đó. Chị thấy được cái video đó. Rồi hôm nay chị trợ duyên để tặng cho anh một món quà để anh có chiếc xe để buôn bán cho nó khỏe hơn chút, nó bớt đau. Thôi bây giờ mình đi vô lựa xe ở chỗ này nè. Dạ vậy em đi qua lộ ha. Ờ. Thì chiếc xe đạp điện này là xe mới luôn đó khán giả, chứ không phải là xe qua tay. Chào cô. Dạ chào cô. Ở đây được mấy chiếc xe đạp điện cơ cô? Dạ cái số này giúp con nè. Hôm không có quay vô. Ở đây có hai kiểu hả, một kiểu vậy trong đó là kiểu mà hai màu hả? Kia đó. À, còn mấy xe là xe cho em bé thôi à. Chắc à, Lê Thanh nghĩ là anh hợp với xe này với xe đó. À, chứ xe này đâu mấy xe. À. Ngày nào con bán vòng chợ nè, đi qua đi lại rồi. Đi bộ không? Rồi cái giò con có tật á. À, giò anh bị ngoại tử, bị cột nó đi đâu được. Rồi, cho nên đi nó đau. Có chiếc xe đi. Mình thấy trước mắt thì giúp là phải rồi. Dạ. Thì chân tay con bị gì đó. Cái này là không phải giả dối. Dạ. Giả dối là anh thấy chiếc xe đó mình chạy được không? Như xe này là được không? Chú này chạy dạ được. Em cũng không biết, thì giúp cho em xe nào thì em chạy xe nấy. Ờ à, vậy đó ha. Dạ. Cái nào thì nó cũng là xe. Là anh có chạy được chiếc xe đạp không á? Dạ được. À được. Dạ. Cái này là khỏe rồi, đi bán là có điện. Bán xe đạp thì được rồi đó. Nhưng mà thì cho em cái gì, giúp em cái gì thì em không có đòi hỏi cái đó. Đòi hỏi nó kỳ lắm. Dạ. Nhưng mà chung cho xe đạp cũng bình thường chạy cũng được, chứ không cần là xe đạp điện. Nhưng mà xe đạp điện thì mình cũng đỡ cái giò, mình đỡ đau hơn. Dạ, ý em là vậy. Dạ, còn đạp thì nó hơi đau. Cô Nghĩa cũng có nói là hỗ trợ cho anh cái xe đạp điện để cho anh chạy xe đỡ đau hơn. Dạ, đạp thì cũng được, nhưng mà đạp thì nó cũng nó đau hơn đi bộ. Có đạp rồi, đạp cái bàn giò nó ê, đi xuống đi không nổi. Thà là đi từ từ, nghỉ mệt thì nó hết. Nó tê lắm. Xe đạp điện thì nó đỡ hơn ha. Nó đỡ, có điện thì mình chạy mình không có đạp nó đỡ. Chỉ gác giò lên. Rồi hai cái màu này anh chọn màu nào? Anh hãy chọn anh chọn đi. Còn về giá cả làm sao cô? À, khoảng 1,2. Cái này một đà sạc này là chạy được bao nhiêu cây cô? Rồi xe ở trong chạy được nhiêu cây cô? Thì mấy chạy vòng vòng đây đủ không? Ờ, dư trời ơi, chạy vòng vòng đây có nhiêu cây số đâu. Ta tùy giá đốc về đây được á. Giá đốc á, chạy về đây được á. Là mấy cây số. Vậy
đây được mười mấy hai chục cây ha, mười mấy cây số cái xe đạp điện. Chứ là có ít đâu, còn vòng vòng này có bao nhiêu? Bình thường anh đi bộ là anh đi bao xa anh có biết không? Đi nếu mà đi sáng sớm là 6 giờ rưỡi đi bán từ cái dầu đi lên chợ Châu Phú. Chợ Châu Phú mình đó, cầu Dưới Ếch đó. Là đi vòng vòng hết trơn nguyên cái tỉnh của mình là vòng vòng ở đây luôn rồi đi về đây. Là đi bộ quá nha. Không biết nhiêu cây. Chừng nào hết thôi à. Chứ không đi xa nữa. Từ chợ mà đi vòng vòng ở trong hẻm rồi đi về nào hết số thôi. Thả lên, thả xuống, thả lên, thả xuống. Rồi vòng vòng sau mai vậy đó, không biết được nhiêu cây. Mà nghĩ cái xe này chắc chạy cũng được, tại vì khu vực vòng vòng 2-3 cây nó vòng vòng đó thôi à. Dạ. Vậy là xe này mà hết điện thì anh đạp vẫn được. Rồi vẫn nhẹ. Vẫn nhẹ hơn nha. Dạ. To với là mình chạy xe đạp. Chứ nếu đi bán thì chạy xe Honda nó khó lắm, chạy ngừng hoài. Xe Honda có chạy rồi nhưng mà chạy đau lắm. Đau, xe Honda đau cái gì? Đau vịnh mấy cái này vô cái tưng nó đau. Cái xe đạp đó anh là hợp phải không? Xe đạp thì được. Rồi vậy bây giờ mình lựa màu đi. Lựa màu đi. Có màu à. Chỉ có màu xanh với màu xám đó đó. Màu xanh đẹp hơn. Dạ. Không thấy màu này cũng được. À màu này ha, ok. Rồi dắt xe ra đi. Cô dắt giùm con tay con đau. Rồi, rồi ok. Cái bình bảo hành được bao lâu vậy cô? 3 tháng. 3 tháng à. Trong vòng 3 tháng á. Cái bình nó trục trặc vậy đem lại cho bình mới cho. Rồi. Thôi, cái bình 3 tháng nha. Rồi mình đem xe ra chỗ ngoài sáng đi. Dạ. Rồi. Rồi thích ra đi. Hôm nay có xe mới chạy rồi đó. Thì em lội vòng vòng hết trơn nguyên cái chợ Châu Phú đây nè. Với giờ cái dầu này là không biết bao nhiêu cây. Cứ cắm đầu mình đi không chứ mình đâu có biết đến cây đâu. Chừng nào hết số thôi. Chiếc xe này nó đỡ hơn. Rồi thí dụ lên đi đầu bộ chạy. Mệt quá thì mình ngồi xuống mình nghỉ. Nó tê á. Rồi hết tê cái đứng dậy đi tiếp. Xe Honda thì chạy vịnh vô nó đau. Giờ cái tay này bây giờ nè nó ăn qua tới bên đây nó làm lủng lỗ nè. Chị thấy rõ ràng. Xe mới luôn. Lóc láo luôn. Nó làm mũ chỗ này không gài nè. Mà em sức thuốc uống thuốc nó ngăn chặn lại. Nó gì nè. Nó ngăn lại. Bây giờ nó ăn cái thúi của anh đây. Anh bỏ số cặp đi. Bỏ số vô nó cầm. Chứ chắc cũng còn pin mà. Cái này sạch sao vậy chị? Dễ à. Là để cho gì cô hướng dẫn cho. Kìa kìa qua đây nhìn kìa, qua đây nhìn. Cái này trước. Cái này là chạy theo xanh nó đầy đó. Nút đỏ là mình ghim điện vô là nó sạc. Rồi nút nó chuyển qua nút xanh là đầy. Ghim đó trước hay ghim điện ngang thôi nó tẹt nha. Rồi bỏ hộp đi. Cái này là xong rồi lên là chạy đó hả con? Tao anh mình bỏ số cặp đi anh chạy tới mức nào đó mày chỉ đi. Mà xe đạp này chắc ảnh có xài rồi, xe điện có xài rồi phải không? Dạ chưa. Cái xe đạp đó người ta cho là bình nó hư rồi không có chạy. Người ta lấy bình ra người ta bán. Xuống đây, xuống đây sẽ ha. Đâu làm à. Xuống đây yếu. Bây giờ cái này là đang đầy hay sao? Đầy á. Đầy 100%. Rồi chừng nào mà nó xuống số 25 này là yếu. Còn xuống tới mức 10 này là hết. Đâu đo anh chạy thử đây là chỗ đằng cái bao đó anh đảo lại nó im không? Nó có cái tay ra giặt lên đó nha. Dạ. Cái này là mình khởi động ra. Anh nhìn nha. Biết chạy xe mà anh biết chạy xe Honda mà. Có đó đỡ đạp á. Ở thôi một khán giả. Thì cũng đem niềm vui đến cho những cái hoàn cảnh kém may mắn đó. Nên anh em làm chương trình này cũng vui. Cái xe này. Cái này chắc mừng dữ lắm rồi. Chạy tốt là xa luôn rồi. Đi xa luôn rồi. Có khi nào anh chạy luôn không ta? Dễ gì hả? Châu. Chạy luôn. Cầm hai đứa YouTube này ở đây luôn. Dạ. Yeah. Dạ, tức là cô làm phước vô 200 ha. Dạ. Là còn 4 triệu. Thì dư cái số tiền này mấy con cũng đưa cho ảnh để cho ảnh có tiền mua thuốc đó. Cái ảnh đang cần tiền. Rồi đậu dưới đó đi anh. Đậu dưới đó đi. Đậu dưới đó luôn, hồi chạy về luôn đó. Nè bỏ vô bỏ vô. Đường nào tới mức đó là sạc ha. Dạ.
Thôi cô đếm lại. À, đủ chưa cô? Dạ. Cái nắp này của nó vậy hả cô? Cô ơi, cái nắp này của nó vậy hả cô? Hả? Nó hở ra gì? À, chắc nó vậy đó anh. Dạ. À, dạ. Dạ. Rồi. Rồi, chúc cho cô may bán đất nha. Dạ. Rồi mình sẽ theo chân của anh San về nhà nha. Rồi mình chạy về đi. Chạy thẳng đi, anh em chạy theo nha. Không, anh chạy vô nhà luôn đi. Rồi. À, anh chạy theo. Rồi chạy đi anh. Đó. Đó. Quá em quá mừng rồi đó. Trời ơi nó mừng kìa. Ôi ơi. Mừng dữ rồi kìa. Đó. Quá mừng rồi. Ở đây đi, ở ngoài đây đi cho sáng. À, xin chào quý bà con và khán giả, thì xe đạp đã về đến nhà rồi, hai đứa cháu nó mừng quá chạy ra mừng cha nó. Nè anh trai, Phước Sang sao thấy bữa nay vui không? Khích lại đây, khích lại chiếc xe đạp nè. Sao thấy nay vui không? Vui hả? Hôm nay được xe đạp đó, cái ước mơ bữa đó nhỏ nhỏ có rồi đó. Rồi hôm nay anh Sang cho cái cảm nghĩ hôm nay. Dạ, quá mừng luôn. Mừng quá hả? Xe đi bán số. Mừng bữa đó, trời, mừng. Thì bữa đó anh em quay chỉ nhắc sơ cái vụ mà không có xe thôi. Dạ. À, bữa nay được khán giả tặng cho chiếc xe đạp á. Không có đâu. Dạ, im luôn. Im luôn ha. Mà đạp mới im. Gì? Im. Im ha. Xe mới phải im. Im. Im luôn à. À, ngồi im đó. Tưởng trai biết chạy xe đạp không? Nào giờ đâu biết luôn ha. Con gái chưa hả? Con gái tưởng không biết tập chạy từ từ. Biết chạy luôn ha. Xe này á là của cô Nghĩa ở bên nước Úc, đã gửi cho anh một cái phần tiền để mà mình mua chiếc xe này nè. Để cô nói với em á là gửi lời cho anh là mình khi nào mình có chiếc xe này đó thì mình chạy á mình giữ gìn cẩn thận nha. Tại vì đây là công cụ mưu sinh của mình mà. Thì chắc là mình cũng phải giữ rồi ha. Phải giữ. Dạ, tại vì xe đạp thì khả năng bị mắc cũng cao hơn là mắc đúng rồi, dạ, mắc lắm. Dạ, dựng quán là mắc liền. Dạ, cho nên anh cẩn thận nha, giữ cổ của mình nha. Với bán đây, số thì chắc kè theo sát bên luôn. Dạ, cô nói là bây giờ nè, có xe rồi nè, với là hôm trước cũng có hỗ trợ cho anh là mua vé số đó. Dạ. Thì cô mong là sau này anh sẽ có cái động lực để mà mình làm mà mình nuôi hai đứa nhỏ. Với lại cô cũng là một người tu hành làm thiện, cho nên là cô mong là khi mà anh đi bán vé số đó có thể quan hỷ niệm Phật trong bụng để mà mình có thể bớt cái suy nghĩ tiêu cực đó anh, để cho mình có thể mình có cuộc sống tốt hơn. Với lại thì phần tiền cô gửi là tổng cộng là 5 triệu. Cô có nói với em là mua chiếc xe rồi, sau đó là còn bao nhiêu thì gửi lại cho anh để anh uống thuốc. Chiếc xe này lúc đầu là 4,2 triệu đúng không chú? Nhưng mà cô chủ nói là thôi cô chủ bớt 200 giống như là tiếp cái phần đó vô cho anh. Thì là 4 triệu, bây giờ là còn lại 1 triệu ha. Em sẽ gửi 1 triệu cho anh để anh làm giống như là tiền vốn để mình uống thuốc ha. Rồi uống thuốc là thành tiền vốn luôn. Còn vấn đề nhắc anh với lại vấn đề mà giữ chiếc xe đó, chứ không phải nghĩ là mới mua chiếc xe lại lại mà có cái không. Nói gì không có để mình cảnh giác vậy. Cảnh giác giờ ở trên này trộm không à. Đi bán phải kỹ mới được, tại nhiều khi em chứng kiến đi bán thấy người ta lấy chiếc xe đạp của mấy ông già hoài. Còn khi em chạy xe này phải kỹ mới được. Đó, cho nên là người ta cũng thương anh, cho nên là muốn để cảnh giác cho anh đi thôi. Bán đem cái ổ khóa theo mình vô quán mình bán mình khóa lại. Mừng lắm, có xe đạp mừng. Đây, còn dư 1 triệu cho em gửi cho anh ha. Dạ. Để anh để dành để mà mình mua thuốc. Anh nói hàng tháng mình cũng tốn 10 ngày là tốn mấy trăm ngàn. 200 mấy, ha. 260, 270. Dạ. Em mới đi mua thuốc để trong nhà cái bịch luôn, còn y luôn. Số tiền này cũng đỡ được phần nào. Dạ. Mua thuốc cho anh ha. Dạ. Cái tấm lòng của chị Nghĩa ở nước Úc nha. Dạ. Không mua thuốc nó ăn qua tới đây nữa, nó ngăn chặn, nó ăn qua đây nữa. Ăn qua đây rồi. Rồi, em không gọi mấy thuốc nó ngăn rồi. Phước Sang có nói gì cảm ơn cô Nghĩa không? Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Chúc nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn chị.
là cô sẽ nghe. Anh Sang có gửi lời con cũng cảm ơn cô Nghĩa hỗ trợ cho ba cho con, cũng là chống nuôi con khổ quá trời, chân cẳng bệnh hoạn đi bán số, nhờ cô giúp được chiếc xe có động lực nuôi hai đứa nhỏ đi bán đi tới thì lui. Con hứa với cô, con cũng theo của cô chỉ cho con cũng đi bán số niệm Phật, bán chiếc xe đi đâu thì người đâu đó của đó giữ xe để đi bán với số, không có đau dò. Cũng nhờ cô làm ơn làm phước, con cũng chúc cô mạnh giỏi mạnh khỏe, cũng gặp được nhiều điều may mắn. Thôi con xin chào cô. Rồi, anh cứ cố gắng lên trong cái cuộc sống nha. Nói chung thì trước đây thì mình ai cũng vậy, không phải riêng anh, cũng hay gặp những cái trắc trở trong cuộc sống. Rồi sau đó thì tự nhiên có được khán giả yêu thương là cái động lực của mình vươn lên. Hai cha có xe đạp về con vui không? Dạ vui. Vui hả? Rồi. Là con ẩm gà có suy nghĩ ước mơ là có được chiếc xe đạp không? Dạ có. Hôm nay ước mơ thành hiện thực rồi ha. Dạ. Rồi quá mừng này. Rồi sao thấy bữa nay vui không? Dạ. Con tên gì chú quên rồi? Lan. Cái gì Lan? Diệp Hoa Lan. Hoa Lan, Diệp Hoa Lan, tên quá dễ thương rồi. Rồi con có biết chạy xe đạp không? Biết. Biết luôn hả? Gửi nữa tập nha, tập chạy cho biết chạy với người ta. Chạy lâu rồi hả? Trời ơi, bữa nay có xe đạp rồi thấy trong lòng sao, thấy vui không? Vui. Hôm nay vui quá tại vì ba con được khán giả tặng chiếc xe đạp rồi ha. Cảm ơn con Nghĩa giúp đỡ gia đình con cho ba có chiếc xe đi bán vé số. Có chiếc xe này giờ ba con đỡ đau. Đỡ đi bán vé số nuôi con vậy em con. Dạ, cũng xin chào quý bà con và khán giả. Thì qua cuộc sống của anh San này là gà trống nuôi con đó khán giả, thì chẳng may cái chân và tay ảnh bị ngoại tử, cho nên cuộc sống kiếm tiền cũng khó khăn, bán giờ tờ với số. Thì hôm nay được chị Nghĩa ở bên nước Úc đã tài trợ cho chiếc xe đạp, thì cũng chúc cho chị nhiều sức khỏe, bình an và may mắn ạ. Dạ, Lê Thanh cũng xin chào tạm biệt với gia đình. Chúc cho gia đình của anh San, gia đình của gà trống nuôi con được nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Anh cũng xin chào và hẹn quý bà con những video tiếp theo ạ.